Cụ thể, các vùng rau an toàn tập trung có diện tích lớn theo dự án được phê duyệt như Văn Đức Gia Lâm 250 ha, Duyên Hà Thanh Trì 57 ha, Thanh Đa Phúc Thọ 50 ha, Vân Côn Hoài Đức 40 ha. Các vùng này được tổ chức quản lý khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ rau an toàn, gắn liền với xây dựng thương hiệu. Sản phẩm rau an toàn đang đưa ra tiêu thụ trên thị trường thuận lợi. Thành phố đã hướng dẫn, giám sát và cấp giấy chứng nhận cho 18 vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích trên 150 ha. Các dự án vùng rau an toàn tập trung khác đã được phê duyệt đều có hạng mục nhà sơ chế. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 36 cơ sở sơ chế nhỏ của các hợp tác xã được quản lý chặt chẽ theo quy định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sơ chế rau. Hiện Hà Nội có khoảng 180 điểm bán rau của các siêu thị có kinh doanh rau an toàn.